thôi, cho nên hôm nay nhà dịch sẽ đi công viên nước, hứa với bạn nhỏ là từ hồi bữa tới bây giờ dẫn tụi nó đi công viên nước á, nhưng mà kiểu như bệnh nó với lại bị cháy rạ đó, cho nên hôm nay mới có dịp đi công viên nước nè. Chị Hai sáng giờ chị Hai dậy sớm lắm để chị Hai đợi đừng thay đồ đừng đi, xong rồi mua vé rồi nè cả nhà. Vé người lớn là 220 ngàn, còn vé con nít là 180 ngàn, dưới 1m4 là 180 nha cả nhà. Trên tay mỗi người một vé, qua dưới này vé cổng để tham gia quay số trúng thưởng, qua dưới bàn bên trái đăng ký hoặc lên website dành riêng của các bác.com.vn thực hiện theo hướng dẫn. Xin cảm ơn. Ơi, được trúng cái xe nha. Lấy cái gì đi. Trên tay mỗi người một vé, qua dưới này vé cổng để tham gia quay số trúng thưởng, qua dưới bàn bên trái đăng ký hoặc lên website dành riêng của các bác.com. Chị Tám làm ninja. Hôm nay là cả nhà dịch là hoàn toàn hết cháy rạ rồi, cho nên mới dám dẫn mấy bạn nhỏ đi công viên nước này cả nhà. Tại vì cũng sợ lây cho người khác á. Thì cũng rất là hên nha, ngày hôm nay trời rất là mát luôn, không có một miếng nắng nào luôn á. Tại vì hôm bữa giờ á, là trời mưa đó, cũng kiểu mưa liên tục 2-3 bữa, cho nên trời cũng dịu mát rồi. Hôm nay trời cũng chuyển mưa nhưng mà xem thời tiết là không có mưa. Rất là perfect để dẫn tụi nhỏ đi công viên nước, chứ không thôi về lứa nào đứa nấy đen giống như ông táo luôn. Hey, hey. Alice. Hey. Nhà dịch đó thì ở sát bên Nằm Sen luôn. Hồi trước em Thư ở Việt Nam cũng hay đi vô công viên nước chơi lắm. Hè thì hay đi vô bên đây lắm. À, cho nên hả muốn dẫn mấy đứa nhỏ vô á. À, hồi đợt trước là mấy đứa nhỏ Sophia, Julia đã được vô một lần rồi, lúc còn nhỏ xíu à. Nhưng sau đó thì do cái dịch corona cho nên không có về Việt Nam mấy năm trời luôn. Hồi năm ngoái về lại lúc Tết thì cũng lu bu đủ thứ chuyện hết trơn á, cho nên chỉ vô được Đầm Sen khô thôi chứ cũng chưa có đi được Đầm Sen nước nữa. Mấy bữa nay đi ngang qua cái Đầm Sen nước á, mấy bạn nhỏ cứ chỉ đòi vô hoài à. Nhưng mà là do bị cháy rạ bữa giờ đó, cho nên không có dám dẫn vô đây, sợ lây cho mọi người á. Thì ngày hôm nay là hết hoàn toàn rồi mới cho vô. Mà ta nói cố tình đi vô ngày thường á cả nhà, nhưng mà vẫn còn đông quá trời luôn. Chắc là do mùa hè đó, con nít nó được nghỉ hè, cho nên nó hả ngày thường cũng như ngày cuối tuần quá. Mấy con vịt con á chơi bên khu của con nít á chán, đòi qua chơi mấy trò chơi kia nhưng mà không được chơi, tại mấy trò đó của người lớn, con nít không được chơi, cũng không được tập bơi luôn. Cho nên thôi dẫn đi xuống dòng sông Lười, mà tao nói đi mấy bận luôn, hôm nay đông quá, không có kiếm được cái phao nào hết trơn á. Đi mấy lượt luôn mới kiếm được cái phao cho Thị Lít leo lên ngồi chơi được, tại Thị Lít lùn quá. Được mà có hai anh em cầm phao lên sẵn cho mình đi chơi vậy đó, coi như là chụp bao nhiêu cũng được hết luôn.
Hồi lúc trước là mình nhớ là trượt nửa ống là trượt được 3 người hoặc là 2 người, nhưng mà bây giờ chỉ còn có 2 người thôi, cho nên bây giờ anh Mít sẽ khiêng cái ba cái phao đi qua bên kia, mình với lại bé Phú sẽ đi qua bên này trượt trước cái nửa ống 2 người. Mưa cho nó mát. Nốt cái này mình đi về nha. Ủa giờ ai ngồi trước? Giang ngồi trước đi. Chị hai ngồi trước quay á, đeo cái điện thoại vô cổ. Mày quay đi nè. Rồi quay, quay. Tại vì thấy tao không như lên đứa nào á. Cái cũng dắt rồi đó. Rồi bây giờ đi xuống này đi với anh Mít. Trượt ba, anh Mít đang đứng anh đợi nãy giờ. Ở bên trượt ba hình như nó cao hơn á. Cao hơn bên trượt hai đúng không? Bên trượt ba cái. Ê thôi trượt cái boomerang mới đi. Ờ nha, quay nha. Nha phải ngồi trước á. Tới rồi cả nhà ơi, đi bộ lên mệt quá, mà lên trên đây lạnh thiệt á, lên trên đây gió thổi lạnh. Mấy anh chị em là sẽ trượt cái dáng trượt boomerang. À, bên kia là đi vô cái lỗ rớt xuống. Vậy hả? Ghê vậy. Chứ cái này nhìn ghê quá vậy. Đó, bây giờ hồi đó mình lên tới chân đất quá luôn. Bự quá, bự quá. Là xuống cái hai ngồi đầu tiên mẹ. Thôi 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 thôi, không trượt cái ngồi đầu tiên mấy đâu nha. Vậy bạn ngồi đó bạn ngồi. Ngồi giữa. Rồi. Ủa vậy xong rồi hả? Đi xuống rồi hả? Ủa tự kéo xuống hả? Ủa kỳ vậy? Giống bữa mình nhớ mà nãy không? Không nhớ nữa, lâu quá rồi. Chuẩn bị lên dĩa. Chuẩn bị lên dĩa. Lên dĩa rồi cả nhà ơi. Phú ngồi đầu đi Phú. Cái vậy? Một, hai, ba. No, 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 no. Ha ha ha!
Dịnh em ở dưới. Nước cho mặt em. Nước vô mặt em kìa. Nít lúc nãy là cậu ba dẫn đi sợ không dám trượt. Bây giờ là khoái quá chừng khoái luôn rồi. Kìa coi trượt khoái nè. Tự đi một mình luôn đó ông bà cô chú anh chị ơi. Lúc nãy còn nhát còn sợ dịnh dịnh rồi. Thị lít lúc đầu cậu ba kêu trượt á, thị lít kêu không không không, bây giờ khoái quá, bây giờ trượt một mình luôn rồi. Tự đi tự trượt luôn. Lít dám trượt một mình mà các chị kia chỉ to con hơn, chị không dám trượt. Con đi chơi vui không? Vui không? Con nói bà cô chú nghe coi. Hôm nay con đi chơi vui không? Dạ vui. Dạ vui. Hôm nay nhà dịch kết sổ luôn rồi cả nhà ơi. Hồi trưa này là đi trễ, đi tới 1 giờ mấy trưa mới đi vô, thì giờ này là 5 giờ chiều. Mà nhớ 5 giờ chiều mà đi, người ta đi về gần hết trơn luôn rồi. Mà hôm nay may mắn ha, cả ngày không có một miếng nắng nào luôn á cả nhà, cho nên chơi rất là vui và mát mẻ nữa. Bây giờ thì đang đợi taxi chuẩn bị để đi về. Bye bye tạm xem. Đi về ông bà cô chú anh chị ơi, đi về ăn lít thị lít đói bụng dữ lắm luôn rồi. Julia con, Sophia con đi ra đi. Ra chứ đi. Lít ăn đi. Lít đòi ăn kem. Giận. Khô quá. Cái này có 10.000. Dành ăn cái này, cái này 30 không có em chịu ăn hết. Ờ ok. Khô quá. Ờ. Ngon, chị hai có giống như ở bên Thị Điển không? Mẹ em bạc cũng cho tôi biết nhập con. Chị lên cho Sophie giống không nè. Không biết có ai book Lít đi quảng cáo đồ ăn ta, chứ Lít mỗi lần mà gặp đồ ăn vô là Lít nó diễn sâu lắm luôn đó ông bà cô chú anh chị ơi. Ta nói hả, ăn thì ít mà diễn thì nhiều à. Đợt này do anh mất ảnh về bất ngờ cho nên anh cũng không có nhiều thời gian, nó chỉ được có 2 tuần ở Việt Nam thôi mà mất hết 2 ngày đi về rồi, cho nên chỉ còn lại có 12 ngày thôi. Thời gian trôi nhanh khủng khiếp luôn cả nhà. Đi về quê rồi đi thăm bạn bè, thăm người thân thôi, hết ngày hết giờ luôn. Bữa nay mới có thời gian dẫn anh Mít đi ra trung tâm Sài Gòn chơi nè. Hôm bữa là em Thư với lại anh Mít là tính đi ra ngoài Bắc chơi á, gửi mấy đứa nhỏ cho bà ngoại giữ nè, hai vợ chồng tự đi chơi riêng. Nhưng mà do anh Mít ảnh để mấy đứa nhỏ ở đây mấy tuần rồi, anh nhớ mấy đứa nhỏ đó
đi chơi mà với lại mình nghĩ là đi chơi mà không có dẫn mấy đứa nhỏ theo á cũng buồn lắm, mà dẫn tụi nhỏ theo á thì nóng nực bực bội thì cũng tội, cho nên thôi nhà dịch quyết định là ở lại Sài Gòn chơi với lại bà ngoại với lại cậu ba luôn, tại vì cũng không có nhiều thời gian nữa. Nãy giờ cho mấy bạn nhỏ đi ra ngoài phố đi bộ chơi đó mà mấy bạn nhỏ chạy dữ quá, anh mới đánh sợ. Tại hôm bữa là anh nghe cái bài bà Hấu nói có mấy em bé bị bắt cóc ở phố đi bộ, anh nói là hả, anh ngồi đó mà anh không có kiểu không có có thư giãn được á. Cho nên bây giờ nhà dịch đi vô quán cà phê này màu hồng nè, cái quán này là quán có cái tông màu yêu thích của mấy bạn nhỏ, nãy giờ chạy vô ôm cái con gấu này quá chừng luôn. Giúp con hả? Thôi con cởi ra rồi, con cởi ra luôn đi. Nãy giờ đặt nước xong rồi cả nhà, bây giờ nuốt ảnh đi lấy nước. Dạ, bây giờ đóng rồi. Nay quán đông quá rồi, nãy giờ tự dẹp bàn mà kêu mấy bạn nó vô lau bàn mà mấy bạn chưa lau được. Từ từ Julia, để ba đi ra, ba kêu cái cô đó lau bàn trước. Cái gì hoài? Anh Quốc Ảnh nói là đặt cái cà phê trứng, nhưng mà cà phê trứng bữa giờ anh quen là uống cà phê trứng nóng rồi, nhưng mà ở đây là một cái ly cà phê trứng có đút đá. Nó cà phê trứng là kem chi. Kem chi sao? Ủa nhưng mà cà phê trứng mà, kêu cà phê trứng mà. Nhưng mà bút điên. Làm sao? Cheese. Không ngon hả? Đẹp trên này đang không hả? Ờ, anh nói là cái quán cà phê trứng gần nhà đó ngon hơn. Ngon quá. Do bữa giờ Sài Gòn cũng mưa mấy ngày liên tiếp rồi cho nên mát mẻ lắm cả nhà. Đi giờ này 10 giờ mấy 11 giờ đêm rồi đó mà chưa muốn về nữa tại vì mát quá. Nhưng mà do không có còn nhiều thời gian nữa cho nên tranh thủ sẽ đi ăn những cái món về đêm ở Sài Gòn. Hồi trước á, đi ra Sài Gòn chơi xong là hay đi ra ngoài chỗ khu phố quận 5 á để ăn mấy cái món sủi cảo á cả nhà. Cho nên bây giờ nè, đi về tới nhà là cũng là 12 giờ đêm rồi mà quán sủi cảo Thiên Thiên vẫn còn mở cửa, cho nên đi vô trong đây ăn sủi cảo. Đây là cái tô mì sủi cảo của bà ngoại nè, còn bé Phú thì ăn cái sủi cảo mì khô, sẽ có một cái chén nước súp riêng. Đại gia đình nhà dịch có câu châm ngôn á là làm hết sức mà cũng chơi hết mình luôn. Ta nói chơi xả láng sáng giờ sớm cũng được nữa. Nửa đêm rồi mà cả đại gia đình kéo nhau đi ăn nè. Thôi ăn hết cái đợt này, nốt cái chuyến này rồi giảm cân sao thôi cả nhà mình ơi. Ta nói hả, Sophia mới ăn hamburger rồi no lắm rồi, nhưng mà thấy đồ ăn ngon cũng muốn ăn thử. Còn chị ba Julia thì ta nói hả, đuối dữ lắm rồi, mệt buồn ngủ dữ lắm, mắt mở hết lên luôn rồi, nhưng mà cũng ráng nữa, thấy chị hai ăn khen ngon á cho nên cũng muốn thử ăn một miếng. Còn đây là cái tô mì sủi cảo xá xíu của mình nè, kêu từ nãy tới giờ rồi á mà người ta quên đem ra. Phú với lại bà ngoại ăn gần hết rồi mới có cái tô này, rồi kêu thêm một cái dĩa sủi cảo chiên cho anh Mít ảnh ăn thử. Alice hồi nãy là ăn một cái bánh hamburger nè, bốn cái cục chicken nugget rồi khoai tây chiên nữa, rồi uống nước, uống trà sữa, lùm la hết trơn, no lắm rồi. Nãy kêu ăn thì không có chịu ăn, mà thấy mẹ với ba này với lại mấy chị ăn á, cái bộ thấy ngon nè ha. Mà Lít là Lít mê ăn mì dữ lắm cho nên Lít không kìm lòng nổi, Lít xin ăn nè, cho Lít ăn thử một đũa rồi cái Lít khoái quá, Lít dành luôn cái tô của mẹ luôn, mà đút thịt đút rau cho ăn á thì không chịu ăn, cho nên đặt thêm một cái tô mì không với lại cái nước lèo thôi cho Lít ăn. Hỏi Lít ăn không, Lít nói dạ đó. Rồi bây giờ đặt thêm một cái tô nữa cho Lít nè. Thôi nhà dịch tranh thủ ăn cho lẹ lẹ rồi cho mấy đứa nhỏ đi về đi ngủ. Julia nó buồn ngủ dữ lắm luôn rồi, ông bà cô chú anh chị mở mắt hết nổi rồi.
Nhà Dịch xin phép dừng video ngày hôm nay tại đây đi. Chúc cả nhà mình một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình vào clip sau. Bye bye.